theo cái sự cảm nghĩ của tôi mà tôi coi tôi biết đó, thì riêng cái bản thân tôi cũng rất bức xúc, rất bức xúc là cái vấn đề cái chết của cháu Hà, là trong cái thời gian gì mà tới 12 ngày nó mới nổi lên được, mới tìm được xác, thành ra mình cũng bức xúc từ chỗ đó, thành ra mới từ ở dưới đó mới lặn lội đến đây để mình tìm và hiểu cái nguyên nhân. Thường thường thì ông bà nói thì cao lắm, cái giáp cử nổi rồi đâu có đi lâu, mà cái này nó tới 12 ngày thành ra coi có nó nguyên nhân cái chỗ nào, để ý mua lên đây để mình nắm cho nó chính xác với coi cộng đồng mạng rồi đó, để mình bình luận mình nghe coi cái nó làm sao cho rõ ràng hơn. Thành ra từ chỗ đó tụi tôi mới đi đích xác là lên tới đây, vừa nắm tin tức rồi vừa hỏi lại thí dụ chị hai mẹ của cháu Hà, chứ còn mà nói chung coi sơ qua là tao đều bình luận có hết trơn rồi, ai cũng vậy, tao rất bức xúc chỗ này, ai cũng vậy mà bức xúc trơn á, nó quá rồi, nó đúng như ban ngày chứ không có chỗ nào khác, nhưng mà cái gì thì nó từ từ nó tới đó, nói vậy thôi chứ không có gì nữa. Chú Sáu có cảm nghĩ về ông, chú Sáu cảm nghĩ riêng về chú, có thể cho tụi cháu biết không chú Sáu? Theo cháu hỏi thì Sáu miền Tây đây cũng nói lên một hai cái điều cảm nghĩ của chú Sáu. Dạ. Tức là mình xét ra đó, về cái phần chết của cháu Hà đây đó, nó không có cái lý do, không có lý do, nó nhiều cái vấn đề mà không có lý do. Dạ. Cái thứ nhất đây đó là 12 ngày nằm ở dưới đáy sông mà không phải tự nhiên nổi lên, cũng phải cào cấu cách nào đó rồi xé những cái lớp bên ngoài bao bọc đó. Theo tôi nhận định rõ ràng không biết cái gì bao bọc, nhưng mà phải có cái gì mà bao bọc cái xác của cái cháu Hà. Vì vậy mà khi mà nó có thể là nó xé bung ra đó cháu Hà mới được nổi lên. Tại sao lại là tôi quả quyết là phải có cái gì bao bọc? Khi cháu nổi lên đây đó, toàn thân cháu Hà không có bị cái gì là ở dưới nước đó, là cái loài thủy tộc nó rất nhiều, tôm, cá, rồi còng, rồi diệp nước, những cái loại mà nó ăn thịt đó. Cái loại này không phải là cái loại cái gì ăn được là nó ăn, chứ nó không có từ cái gì trên đó. Như vậy mà cháu Hà nằm ở dưới đó mà tất cả những cái vật này không bao giờ lay động vào cái xác của cháu. Đây là tôi quả quyết là phải có cái gì bao bọc cháu. Và đồng thời 12 ngày nếu như không có cái gì thì cháu Hà đã nổi lên trong thời gian 3 ngày và 4 ngày rồi. Thôi bây giờ nhiều cái vấn đề này đó là nhiều người đã là bàn và bình luận cái này rồi, tôi không bình luận nữa. Bây giờ trở lại cái vấn đề cháu đây đó, thì mình xét thấy đó là cháu hết sức là bất hạnh. Tuy rằng cháu có tiền, cháu có của, cháu có tài sản lớn, nhưng mà cuộc đời cháu rất là bất hạnh. Gặp cái ông chồng này đó thì sự thật ra không bàn nổi với cái ông này rồi, là cái chú Tuấn này. Nghĩa là nói không thể nào mà giết mực nào mà ghi cho hết cái việc làm của cái chú Tuấn này. Là cái ông chồng này thiệt tình cái ông vô tâm đối với vợ với con rồi từ đầu cho tới cuối. Mà khi mà cô Hà này đã sống chung với cái chú Tuấn này đó, thì cháu bé Linh là năm nay 18 tuổi thì chắc có lẽ cũng phải ít lắm cũng 20 năm, hoặc giả là 19 năm. Mà cái tên Tuấn này đó thì nghe nói rõ đó thì thường đánh đập cô Hà này, hành hung cô Hà này nhiều. Nhưng mà tôi không biết cái nghiệp gì mà nặng nề quá, vì vậy mà cô Hà đã không có thể nào mà buông tha cậu Tuấn này để rồi chia tay. Thì cái này tôi thấy nó cũng là cũng cái này cũng nói cái này về cái trên cái vấn đề mà Phật pháp thì cũng nói một chút. Chắc có lẽ là cô trước đây không biết cô có gieo gì cái nghiệp này hay không, mà bây giờ cô lại trả cái nghiệp này quá đắt đó. Chứ tôi thấy bây giờ đã nghe mấy em,
là nếu như á, mà nữ bây giờ đó mà nếu như mà ở với nhau một đứa con, hai đứa con không thành vấn đề, hoặc giả là chưa có con cũng không thành vấn đề. Nếu phải thì nó ở, không phải thì chia tay rồi đi bán bia ôm cũng là dám làm. Mà tại sao cô Hà bây giờ phải đeo đuổi mà tới cái ngày cuối cùng mà cổ là phải bị nạn để rồi chết một cách là oan uổng, một cái cách là đau khổ như thế này. Tôi nghĩ rằng không biết tiếp trước cô có gieo cái gì đối với cái nghiệp này hay không. Nhưng mà bây giờ mình nói thân hai vậy thôi, chứ còn mình cũng không quả quyết. Rồi bây giờ cô lại trả cái nghiệp này. Cái chuyện này thì mình chỉ nói phớt qua thôi. Thành ra vì thấy vậy mà mình hết sức là thấy cái cô Hà này hết sức là bất hạnh. Từ đầu cho tới màn kết cuộc cũng là bất hạnh. Đó, thấy không? Vì vậy mà chúng tôi có nghe về cái các cái thước phim của cái quý vị mà làm YouTuber thì chúng tôi coi rồi chúng tôi cũng kết luận lại thì thấy hết sức là đau khổ, tội nghiệp quá. Tôi nói sự thật, tôi năm nay là 75 tuổi rồi mà tôi cũng hết sức là cứng rắn, nhưng mà có đôi khi tôi cũng phải rơi lệ. Là tại sao vậy? Tại vì thấy nhiều cái đoạn mà thấy tội nghiệp cho cháu này quá đi. Thành ra mình vì cái lòng thương xót chúng sanh, vì cái lòng thương tất cả mọi người mà mình rơi lệ. Mà nói sự thật ra mà nói, tôi mà rơi lệ thì tất cả 96 triệu dân trên đất nước Việt Nam này chắc có lẽ cũng giống hệt như tôi vậy, không khác. Mà chỉ có một số thiểu số người mà lại là không thương xót, mà lại còn lên clip để rồi nói chống đối lại với cái việc đúng của người ta mà mình là không đúng rồi. Đó, mà cái việc thải của người ta, việc đúng của người ta mà mình trở lại mình nói là chuyện này chuyện nọ rồi để binh vực cái lẽ sai trái. Mà thử hỏi, làm con người mà ai cũng vậy, phải biết phân biệt rõ ràng đúng phải sai trái, bề phải bề mặt bề trái nó vẫn có hết. Mà tại sao lại mà mình đi chọn cái bề trái để mà mình làm cái tài liệu để rồi mình đem vào lòng mình mà mình dùng? Thì tôi thấy cái người mà đứng ra để mà binh vực về cái lẽ trái này đó thì tôi nghĩ rằng chắc có lẽ người này tôi không biết tôi đặt vào cái vị trí nào cho nó đúng. Tôi kiếm cái vị trí tôi đặt mà không có chỗ nào tôi đặt được trơn. Mấy em ơi, mấy người mà lên mà nói chống lại với mấy cái người ta làm cái việc đúng mà mình lên rồi mình kiếm điều mình nói này nọ rồi tôi thiệt tôi kiếm cái chỗ tôi đặt mà không có cái chỗ nào tôi đặt. Như vậy thì tôi cũng tâm tình với mấy em một đoạn vậy để nhường lại phần sau này cho chú Bảy Kiên Giang. Dạ, chúng con cũng rất cảm ơn chú Sáu đã chia sẻ cảm nghĩ về chị Hà. Dạ, thì thôi trước khi tôi dứt lời thì Sáu miền Tây thôi kính chào quý bà con cô bác xa gần từ bên nội cho đến bên ngoại được dồi dào sức khỏe và đầy đủ nghị lực để xem các clip này tiếp theo. Ngày nào cái chuyện của cô Hà sáng tỏ là ngày đó kết thúc. Xin kính chào quý bà con cô bác xa gần từ bên nội tới bên ngoại vui vẻ. Chú Bảy có bổ sung thêm cảm nghĩ của chú nữa không chú? Theo cái cảm nghĩ của tôi á thì tôi cũng nhu cầu nhất là các quý vị có xem ba cái YouTube này thì chúng ta cũng nên quan tâm và ủng hộ cho các em các cháu để làm tròn cái phần chữ, nhất là cái vấn đề phải công lý cho ra đúng hơn, tốt hơn, cũng như trong nước và ngoài nước. Quý vị cũng nên ủng hộ các em cháu mình làm ba cái YouTube này cho nó là thành công hơn nữa,
vào mọi cái lĩnh vực mà cộng đồng mạng đang bức xúc nhiều cái mà nó không có đi đúng theo cái lương tâm của con người làm đúng. Đó, thì cái quan niệm của tôi vậy, thì chứ không có gì khác nữa, thì cũng mong các em cháu làm YouTube này cũng cố gắng hơn nữa và đây tôi lên làm cho đến cái khi nào cái việc của cháu Hà này nó ra sáng tỏ thì thôi, cũng ráng giúp một là gia đình, hai để cho các cộng đồng mạng tôi nhìn xem để tôi biết. Chứ giờ thật sự là nhiều bà con người ta xem người ta cũng bức xúc dữ lắm, nhưng mà xa quá thì người ta cũng không biết đến nơi đến chỗ được. Thì từ đây về sau thì các em các cháu làm YouTube này cũng đang cố gắng để giúp đỡ cho những người ở xa để người ta xem người ta thấy cho nó rõ hơn là những cái sự việc nó đau động như thế nào. Vậy thôi thì tôi có nhiều lời cũng hết, thì cũng kính chúc tất cả các em cháu làm YouTube và cộng đồng mạng trong và ngoài nước một năm an khang thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc.